chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của XTmobile. Không biết các bạn thế nào, không biết các bạn đã bao giờ gặp cái tình trạng mà đang chơi game thì bỗng nhiên có một thằng gọi điện tới và là các bạn chết ngang chừng và các bạn muốn đập cái điện thoại ra hay không? Hay là trường hợp thứ hai, đấy là đôi khi các bạn đang chơi game, các bạn muốn đổi cái cốp của cái súng này sang súng kia thì các bạn kéo nhanh quá và cái thanh status bar nó lại sập xuống và các bạn bỏ lỡ con mồi hoặc là các bạn bị con mồi săn chết. Mình thì đã gặp khá là nhiều rồi. Mặc dù biết iPhone là một trong những thiết bị chơi game rất là tốt bởi vì nó được tối ưu hóa từ phần mềm cho tới phần cứng để giúp cho các bạn có những hiệu năng ở trên game là ổn định nhất. Thế nhưng mà nó lại không có game mode, nó không có những cái chế độ để bảo vệ cho các bạn tốt hơn khi mà chơi game. Nhưng không sao, trong video này thì mình sẽ mang đến cho các bạn một cái tính năng mà iPhone nào cũng có, nói chung là tính năng gốc mà thôi, nhưng có thể các bạn không để ý tới nó. Và mình có thể nói đây là chế độ game mode dành cho iPhone, giúp cho các bạn không bị làm phiền bởi bất kỳ một ứng dụng nào hay là khiến các bạn khó khăn hơn trong việc chơi game. Ví dụ như không may lướt vào cái thì nó sẽ bay ra màn hình chính, khi có nó thì các bạn sẽ không lo. Vậy thì phải làm như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video hướng dẫn ngay bây giờ. Suýt quên, phải quảng cáo một tí chứ thì mới có tiền. Các bạn đang quan tâm đến những mẫu iPhone tại XTmobile thì có thể tham khảo thông qua đường link mình để phía bên dưới nhá. iPhone 11 Pro Max này, iPhone 10S Max hay một số những mẫu iPhone khác hiện nay đều có mức giá quá tốt, quá đẹp. Ok, đầu tiên thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây, mình đang ở trong game và mình sẽ đi vào Channing. Mình sẽ cho các bạn thấy cái sự khó chịu là như thế nào khi mà chúng ta chơi game và bỗng dưng bị một người gọi tới trong những cái lúc mà đang giờ giải lao hoặc đến những cái giờ ngoài giờ làm việc. Đây, ví dụ như là chúng ta đang ở trong một trận đấu chẳng hạn, mình đang đi nút đồ, mình đang nhặt súng. Đấy, thì bỗng nhiên có người gọi tới. Và không may lúc này mà có đối thủ ở đằng sau á, nó bằng vắt chết luôn. Quay lại với cái game một cái thì các bạn chỉ muốn đập cái điện thoại ra thôi. Thế nhưng mà đây là demo nên là mình không đập. Và cũng như là cái chiếc máy này thì nó quá nhiều tiền, đồ đi mượn mà, làm sao mà dám đập. Ok, sau khi mà mình đã lắp được cốp vào những cái súng của mình rồi thì bây giờ mình sẽ đổi thử cái cốp cho các bạn trong những thao tác mà mình kéo nhanh. Bây giờ các bạn sẽ thấy X4 đang ở M24 và X6 đang ở AUGA3. Thì mình sẽ kéo mạnh cái xuống thì các bạn sẽ thấy notification sẽ bị kéo xuống nhưng cốp cũng đã đổi, chứng tỏ không phải là do mình kéo lên khu vực notification mà là mình kéo nhanh ở cái khu vực của cốp này xuống mà cái notification nó cũng theo xuống luôn. Mình sẽ làm lại cho các bạn xem này. Các bạn thấy không? Rõ ràng là tay mình không hề trong vào đây. Editor của mình đoạn này thì sẽ cho slow lại để cho các bạn thấy là mình chạm vào đoạn nào. Đấy là những cái khó chịu rất là ức chế trong quá trình chơi game. Và nếu như chúng ta không muốn bị cái tình trạng như thế này thì sao? Thì đây, mình sẽ đi vào cài đặt để cho các bạn có thể thấy được tính năng này. Thực ra đây là cái tính năng mà trước đó các bạn có lẽ các bạn cũng đã biết rồi. Đấy là tính năng nằm trong phần trợ năng. Mình sẽ mở ra trợ năng, nó nằm ở chỗ nào. Đây, trợ năng. Sau đó thì các bạn sẽ kéo xuống cho mình cái mục ứng dụng truy cập được hướng dẫn. Truy cập được hướng dẫn nhá, các bạn nhớ mục này nhá. Đầu tiên thì nó sẽ tắt như thế này, nhưng chúng ta sẽ có thao tác là mở nó lên. Sau đó các bạn sẽ vào cài mật mã. Thì các bạn sẽ nhập mật mã mà các bạn muốn cài vào. Mình sẽ nhập mật mã của mình là những con số 0 thôi. Nó rất là đơn giản, hoặc các bạn cũng có thể bật Face ID để có thể xác nhận. Sau khi đã bật xong rồi thì ok, đơn giản, các bạn sẽ thoát ra cho mình. Các bạn sẽ quay lại game. Các bạn sẽ bấm cho mình 3 lần thật nhanh vào nút nguồn này nhá. 3 lần thật nhanh vào nút nguồn. 1, 2, 3. Đó. Khi nó đã có thông báo như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ thử nhá. Mình sẽ không thể thoát được game này ra bởi vì là cái nút Home đã bị vô hiệu hóa. Mình cũng sẽ không thể kéo được khu vực notification xuống. Và trong những cái thao tác của mình, kể cả làm có nhanh đến mấy thì bây giờ cũng không bị làm phiền bởi cái thanh notification nữa. Rất ngon lành. Và trong một cái chiều hướng khác, đấy là khi chơi game mà bị người nào đó gọi điện thông qua cuộc gọi thông thường hoặc là thông qua những ứng dụng OTT thì sao? Lộc, em bấm gọi cho anh đi để xem là nó còn bị nữa không. Đây, mình đang để gọi nhá. Mình sẽ bật loa cho các bạn xem. Các bạn thấy không ạ? Loa đang tút tút rồi nhá. Thì cái chiếc máy này của mình không hề bị làm phiền bởi những cái cuộc gọi đến nữa. Như vậy thì chúng ta sẽ có những giây phút chơi game nó trọn vẹn hơn, nó tuyệt vời hơn và không bị ức chế và phải đập máy trong cái quá trình mà chơi. Như vậy là chúng ta đã có một cái tính năng gọi là game mode trên iPhone rồi đấy.
đâu có thua kém gì những chiếc máy Android đâu. Chủ yếu là những chiếc máy Android thì trong cái chế độ game mode nó sẽ có thể tối ưu hóa hiệu năng để giúp cho tựa game đấy chơi một cái mượt mà hơn. Nó sẽ clear toàn bộ RAM để không bị gây ra hiện tượng tràn RAM trong quá trình chơi các thứ. Nhưng với iPhone thì nó đã được tối ưu hóa quá tốt để cho các bạn chơi game rồi, nên chúng ta sẽ không cần tới những cái tính năng đấy nữa, mà chúng ta sẽ chỉ cần tới một cái tính năng để có thể là chống lại những cái thông báo đến từ những ứng dụng bên thứ ba, hoặc là chống lại những cuộc gọi khiến cho chúng ta bị diss ra ngoài khi mà đang chơi game. Như vậy đã là quá đủ. Và các bạn thấy sao về tính năng này? Các bạn đã biết đến tính năng này hay chưa? Và các bạn thấy nó có hữu ích hay không? Xin comment để lại ý kiến ở phía bên dưới. Và cũng như đừng quên để lại một like, share và subscribe nếu như các bạn cảm thấy video này hữu ích nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp bạn trong những video lần sau. Đừng quên truy cập vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả của video để tham khảo thêm về những mẫu iPhone. Các bạn phải tham khảo, các bạn phải mua máy thì mình mới làm được video nhé.